Cái nhà nó mới chó, nó mới nhà nhỉ? Cái mẹ mày, không nhà nó mới chó, bất bẩn thế, không làm được. Không có thấy không? Đâu phải như tao đâu. Tại đây quay lại hết rồi nhá. Cái này để nó quặp lao. Đây giờ quặp. Cái gì nó không thế rồi. Mẹ mày còn hay cái toán. Cấp nhở? Tại này còn hay cái toán rồi. Cắt thôi. Mấy ông người phụ. Ông đấy, ok. Trời ơi. Trời ơi. Tại vì mấy cái trò này ngày xưa làm trên đạn nhiều rồi. Thế á? Ngày bé tao làm này không. Để cao, mấy cái trò này cao trên đạn là cái gì làm được. Tha tô sản tiếc làm hết. Mày năm nay đứng hả? Cát có gì đâu, lấy đi. Ôi ông ơi. Ôi ơi, mắt không nhìn đi cái gì cơ. Này lắp máy ông đi cái trò vâng. Đấy. Tại anh em quay lại hết rồi nha. Mày mày phối gắt cho biết đeo nữa không? Ngày xưa mình ăn mượt lắm. Trông ông Thành nhỉ. Nhân vật chính là giáo sư Thành ở đây. Thôi, chúng mày làm cái trò mà chúng mày vẫn phải làm đi. Thành giật dẻo và Phúc giật dẻo đây. Các anh tự tử rồi. Như này, nhìn làm anh này phát này. Được rồi, chuẩn bị nhá. Ai yêu đi đi. Không chết à sao? Không chết đó, cát có cái gì đâu. Cát là gì? Cùng lắm thì khó thở lúc rồi. Đi cho hoài. Rồi, cút ra, nào. Không sợ. Thôi, cho thử lại. Nhưng mà trông cái trông cái kinh nhỉ. Cát nhưng mà trông vẫn kinh. Kinh người chuyện nạ ấy. Tôi chờ kinh người với ai. Ủa ôi, tôi đéo xuống rồi kìa. Tán nộ được chơi đi xuống không? Hai vòng không? Chết rồi, đi chơi. Hai vòng cũng không sát rồi. Tao đi nhọn mà ta sợ. Nhọn rồi. Nhiê. Anh chuẩn bị đánh đổ tính mạng của anh với cái bọn này. Rồi lấy đà. Đi ra cho ngày em lộn. Một vòng không sợ. Không chết đấy. Chết rồi. Mày tự tiền thôi. Cùng đám chết tao chạy đây dục thì đám mai cho mày cứu tao không? Tao còn gì nữa. Nhắm nhìn đám mai mày tao đi với. Nó không làm cái gì. Mà nó phát là thật đấy. Mấy thằng ra chết. Nhìn nháy này ai không dám nháy. Thành ơi. Vẫn cứng lắm. Nó chưa quay được người. Giờ làm cho các bạn nè. Đó nó sáng cứng quá chết hai thằng này. Hoàng là cũng có đà đấy nhỉ? Giãn là cái trò này làm được. Chứ không làm như Toán rồi. Hai thằng ôm nhau làm nhát gì kìa. Mẹ, chân trong chưa cho lên đó. Lại. Đây có chỗ này tạm đẹp ta nhỉ? Bạn hình của tôi cũng nhớ kém nhỉ? Tao rộng hơn đây nhiều. Chỗ cao, chỗ thấp. Ôi trời ơi, tôi quẩn tôi. Phúc ơi. Mà cát quay được luôn. Tí người ta đuổi tao vô thằng chỗ cát này. Mày chỗ cát về. Đi điện thoại anh đâu như này? Tôi quẩn. Đây không áo tôi áo. Ui, chỉ khó thằng này thôi. Phúc nha. Đấy tao chỉ có thằng Phúc ở đây. Tỏa sáng không được tỏa sáng. Mày, cũng mày thằng Phúc có đi chứ không thằng nào lấy cho ai đâu. Mày quá thằng Phúc. Mày quá là làm cái thế này. Cả đã phải cặn. Tao sẽ ghi nhận công lao của mày đấy. Mày không thế. Mày đi. Nào, ta tinh nhân đuổi nhau ấy nhá. Quay lại chỗ đây rồi như thằng nguy hiểm nhất hành tinh. Sao? Tán đi. Quay lại là thành như thằng nguy hiểm nhất hành tinh nhá. Ôi, được hồ tôi. Đi. Cái là chơi, nó chôn mình quá. Không phải đánh nghĩa nhưng mà nhưng mà chân thì tông được mông ra đất à mông tiếp đất được chân đau mà lên lưng mẹ rồi mẹ ngã mình kéo chơi trận này rồi còn hai thằng thì lỗ hấp nhau đây mẹ tên là ăn cát đấy anh em cho quả sạch nữa thế này bắn cho mẹ ai đấy mày cháu đấy. Quay lại nhá, tôi quay lại tất cả rồi đấy. Trời nắng hay là sạt là đất lắm ấy. Hôm nay các bác sẽ chứng kiến. Có cần tí ra đây chụp một cảnh ngoài ngoài là kín lắm không? Cái bản năng không cho phép. Mày làm đâu rồi? Úi giời.
một trong cái thằng tôi xin phỏng vấn anh gì vậy? Ngô Ngô Toản. Anh đây. Lên cho thằng đây. Anh Ngô Toản. Sau khi anh làm được cái trò này thì anh cảm giác thế nào? Có đau lưng không? Phê phê phê. Phê. Còn anh ở ngoài. Anh chọn ra đây. Cậu ra. Không sạch được đâu. Thành ơi, cảm giác của hiện nay của anh như nào? Còn anh Lê Đình Phúc. Cảm giác của anh hiện nay như nào? Anh có thấy vui không? Anh Thành ơi, cảm giác hiện nay của anh như nào? Em mệt nữa. Tao. Một đại ca võ sư đã cởi áo rồi. Võ sư Phạm Đắc Hoàng. Cái đeo đi khó quá. Đi tưng. Uống hết lại thôi các em. Uống hết của Hoàng Thành. Hai giáo sư của chúng ta nào. Hai ba. Rồi. Thằng nào chơi sân cỏ, sân cát nó nắm mắt ngon luôn. Xong có đứng lại luôn chơi sân bê tông. Tự tin nhau, sân cát thì nó tự tin. Tự tin. Tự tin lên. Chết là tự tin lên. Tự tin cơn. Hôm nay nhá. Đi quay à. Toàn tí mà xem lại em quay hết rồi mà. Mày đã tao. Mày đã tao. Mày chết tại tao trời. Anh ơi. Anh Thành ơi. Anh đứng dậy đi ạ. Anh không làm được trò chống gì. Đến đây. Em quay gì quay nhiều được thì em ơi. Anh em đang lấy úp lên mất mấy tiếng ấy em ạ. Không kệ, không phải úp lên là để em cho giữ lại kỷ niệm cho các bác. Kỷ niệm à? Nào nhìn này. Con người giữ thế là làm được. Em phỏng vấn đấy, sướng. Sướng. Giữ thôi, không có giữ đầu mày không đất. Tâm nó vẫn chưa cần nói. Bật mạnh lên. Nào bác quẻ đi, em quay lại nào, chưa quay được Hoàng bật đâu. Đấy, phải có đà cơ. Chạy vào. Ôi, gấp. Cái bạn lịch sử đấy. Quái lỗi rồi. Lỗi đúng rồi. Lùi vài bước là lỗi, nó phải đứng như vậy thôi. Fuck you. Fuck anh chớp chân thôi, mày cầm hắn vào lòng cơ. Mày toàn thâm méo. Nó nói đúng ấy, fuck you. Là lỗi rồi. Ở đây tao cứu mà đi chạy. Mày hào hắn vào lòng. Bố cầm mẹ cả quát. Mày cứu ra đây rồi. Mày tao cứu rồi. Tôi cầm ông đâu. Đấy ông đứng tại chỗ vậy nào. Đi chạy vào nó khác. Chạy vào khó, đứng tại chỗ thì ai làm được thôi. Ấy, rồi. Đấy, được ấy. Xong rồi, Thành đâu lao vào, sang tôi đó. Thành đâu lao vào cắm đầu đất. Mồ hôi dính cát kìa. Cái đoạn nhịch này. Cát lỗ không bắn. Đây, khăn lau mặt. Bác lau đi. Ông nói ở nhà ơi. Này, thích không? Cát sạch mưa cát. Anh làm sai. Đây là team cháu 12 cháu nhất thế kỷ. Là giúp quay tao hoài ấy. 4 giờ về. Nào siêu phẩm. Phẩm cái con khí. Vòng đây. Nào đây rồi, nào. Cảm giác kia ở đây Tân Việt thế nào? Cháu. Anh có muốn tự tử không? Chị cầm mẹ đâu. Ui giời. Anh em mới ra về đây bọn nó búa kìa. Anh Phúc ơi. Đừng chết. Tao, trẻ con đứng ra gần bờ sông. Đây kim tiêu, ra tận đây là kim tiêu. Tôi sẽ quay lại cái cảnh này, nào. Thôi, tạch rồi, tạch. Tạch rồi. Hai anh, tình như mệt quá hay sao ấy. Tôi thấy cổ anh Thành là toàn là cắt với cắt đi. Ui giời ơi. Hóng ơi. Tập đi anh em cứ chơi đi, quẩy đi. Ui. Đau lưng ấy. Quẩy em phút đau lưng ấy. Không đau rồi. Quá đau nhưng mà đau đâu. Này mà đi về trên sàn ấy đập đau lắm. Phóng viên này, phóng viên bị cắt vào mắt hết rồi này. Mày trên sàn cho mày lăn lộn nữa rồi. Tầm mắt trong đất thì cái mẹ sợ rồi. Hết của tôi vẫn lo lắm ạ. Đếp. Tao nhảy được, chưa nhảy được, nó yếu hết. Hết mẹ được rồi. Hết mẹ được rồi. Cháu á. Chứ cho cháu nhé con.
Anh Thành đâu rồi? Đang khổ sở bị tập. Anh Toán lên đây đi. Quẩy đi. Chẳng nhận này. Đi. Ông chân này thôi nhá, hai chân nó phải song song nhau thì không bao giờ lên mặt tôi. Nhưng mà tôi thấy nó đưa chân này trước, chân này sau. Hai chân liên tiếp chứ, không làm sao được. Nó đưa chân một chân sau. Thôi để ra cũ. Đi bài ba đứa dòng xe. Thôi, chân này sau phải giáo dư điên nhau. Phúc ơi. Đây mới cát đấy, địt mẹ. Cái sàn thật nguy hiểm lắm, lưng gặp nhau. Cố này. À tao nhấc cho nên ba mày thấy dân sau tao lên. Lên luôn cái. Áo này. Thân mày. Đấy, lỗi rồi. Có mấy quả đầu đẹp. Đây là lấy đài nó cứ khoảng khoảng rồi. Chứ kéo đâu. Thì mẹ ta áo mệt rồi đấy. Mày đấy tao lăn lộn đấy nào. Không đây. Để tao tập á. Hôm nay tao có sức. Tao động đá này không á. Để tao nhấc trên này lên á. Tao nhấc trên này lên vặn người á. Mày tưởng tượng nhá. Mày sẽ chưa hình dung cái đoạn. Mày quạt được tao đúng không? Nghe này. Mày tưởng tượng nghe này. Mấy cái đà mượn đà này. Thật đấy. Không thế à? Thì mày nhìn trông cái thằng này nó ngã rất. Tao là cái thằng ngã. Nó chỉ như này này. Nó chỉ có như thế này thôi. Cũng như ngã nhị à mày nó đã con được. Mày quạt tao rồi. Lên trên đấy sung quá quật được cái bịch quá. Đau lắm.